Cô thân ái chào các bạn có tuổi Tân Sửu 1961. Hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tháng 9 và cái tháng 10 âm lịch nha. Các bạn có cái mệnh vận niên cuộc đời của mình là lộ đồ chi ngư. Và cái mệnh của mình là mệnh bích thượng thổ. Thiên can mình là có cái chữ Tân. Mà Tân là gì? Tân là nó biến vi từ cái chữ toan. Nghĩa là mình toan tính nè, mình suy nghĩ, mình nát óc, mình trầm tư, mình ngẫm nghĩ coi mình sẽ làm gì, mình sẽ làm ăn như thế nào, cuộc đời mình sẽ đối diện với cái bên ngoài như thế nào. Là mình muốn mình thay đổi, mình muốn là thay đổi cái cũ qua cái mới. Là cái con người mình là cái thích suy nghĩ và cũng thích hành động. Mình tư lự, mình đắn đo, mình trầm ngâm, mình suy nghĩ để rồi mình phát tiết, mình hành động. Như vậy là mà con người bạn nó có cái tính cách là thích đổi mới về cái mọi mặt. Tính tình mình ưa cái sự thay đổi, mình không chịu ngồi yên. Từ đó ta thấy là cái con người của mình nó sẽ dễ, nó cực nhọc, nó không mấy nhàn hạ. Tại vì mình không muốn bình ổn, thì mình muốn cực thì mình lao vào cái cực. Và cái con người mình nó có cái tính cách nó mạnh mẽ, nó cương quyết, mà mình cũng khó nghe lời ai lắm. Tâm tính mình nó dễ cái xung đột để mà cái gì, để bảo vệ cái lập trường của mình. Tôi đã quyết như thế là tôi làm như thế, anh nói gì tôi cũng không nghe. Và mình cương quyết, mà mình đó là đấu tranh á, thì lại dễ gặp những cái nhưng mà mình đấu tranh mình ít sợ vùi dập lắm. Mình có những cái thành cái hay như vậy. Tuổi Sửu thì nói về cái con người nó có cái sức khỏe nè, ăn to nói lớn nè, chịu thương chịu khó nè. Cuộc đời mình có nhiều cái cơ hội để nắm bắt được cái công ăn việc làm, để có nhiều cái cơ hội để thăng tiến. Lòng mình hướng về phía trước, mặt mình hướng về phía trước, và lòng của mình lúc nào cũng hừng hực cái nhiệt huyết. Đã, mình sống để mà làm việc, để đấu tranh nè, vì mình nè, vì bản thân mình, vì gia đình mình, vì xã hội. Con người mình nó có nhiều cái nhiệt huyết lắm. Mà cái thiên can của mình nó là cái thiên can Tân nè. Tân là kim mà Sửu là thổ, cho nên nó cũng tốt đẹp, có những cái may mắn bất ngờ trong cái cuộc đời của mình. Thì buổi đầu thì mình có vất vả, mình có đấu tranh, mình có làm việc cực lực, nhưng mà về già thì mình có cái sự an nhàn ở trong cái cuộc sống của mình, sự yên ổn ở trong gia đạo. Chúng ta đã cống hiến rất nhiều rồi, thì bây giờ đến cái tuổi này chúng ta có quyền nghỉ ngơi, có quyền an hưởng. Thì trong cái tháng 9 là cái tháng canh tuất, mà nó canh nó thuộc về hành kim, mà mình Tân cũng là thuộc về hành kim, nên về tiền bạc của mình nó có vẻ một bình ổn, không tiến cũng không lùi. Tháng tuất mà gặp mình nó là cái tuổi Sửu, cho nên nó có cái khó khăn một chút trong cái công việc làm ăn của mình. Nhưng mà về sức khỏe của mình ở trong tháng thì nó được thuận lợi, được tốt đẹp. Gia đạo của bạn nam cũng như bạn nữ ở trong cái tháng 9 này thì gặp được cái sự tốt đẹp về cái gia đạo, ấm êm, hạnh phúc, thuận thảo. Gia đình có nhiều cái niềm vui, có nhiều cái sự phấn khởi trong cái gia đình. Qua cái tháng 10 là cái tháng Tân Hợi, mà Tân nó cũng thuộc về hành kim, mà mình Tân cũng thuộc về hành kim, cho nên nó bình ổn, không tiến cũng không lùi, không quá khó khăn trong vấn đề tiền bạc, mà cũng không có nhiều, không có cái sự khởi sắc là mấy. Cái công việc của bạn ở trong tháng 10 này nó cũng là bình ổn. Và cái tháng này cái sức khỏe của mình, cái đối với chuyện bên ngoài của mình, đối nhân xử thế bên ngoài mình có vẻ nó được thuận lợi, gặp được nhiều tốt đẹp, sức khỏe mình cũng an ổn. Nhưng mà trong cái tháng 10 này đó, thì cái chuyện gia đạo mình nó có cái phần hơi khó khăn một chút, hơi có phần xấu hơn một chút, thì chúng ta cố gắng
trong một tháng để mà qua tháng sau chúng ta tạo được sự cái tiền đề để mà tháng sau chúng ta được yên ổn, hạnh phúc trong cái gia đình nha các bạn. Thì bài chia sẻ về cái tuổi Tân Sửu đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn có nhiều hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, gia đạo được bình yên nha.